hết ở với nét riêng phía xa khả máy. Sức đây. Today the topic, why? Hết ở với. Hết ở với. Hết ở với nét riêng phía xa khả máy. Hết ở với nét riêng phía xa khả máy. Because I have the Khmer friend. Be pro, Khmer mean mat pet Khmer.